liên kết đào tạo với trường kinh doanh Emlen, Cộng hòa Pháp, tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, khai mạc hội thao sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng 2024, tiếp và làm việc với Đoàn viện Công nghệ Ấn Độ Indore, tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng và hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ngày 7 tháng 3 năm 2024, đoàn công tác của trường Đại học Tôn Đức Thắng đã có buổi làm việc và ký kết hợp tác với trường kinh doanh Emlen, một trong những trường đại học đào tạo kinh doanh tốt nhất của Cộng hòa Pháp và châu Âu. Hai bên thống nhất triển khai chương trình liên kết đào tạo 2+2 ngành quản trị kinh doanh. Đây là chương trình hợp tác đầu tiên của Emlen tại Việt Nam và Đông Nam Á. Đồng thời, Emlen cũng định hướng lựa chọn trường Đại học Tôn Đức Thắng là nơi hợp tác triển khai mở rộng và chuyển giao các chương trình đào tạo tại khu vực Đông Nam Á. Ngày 8 tháng 3 năm 2024, Công đoàn cơ sở trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức cuộc thi trang trí bàn tiệc gia đình với sự tham gia của 27 tổ công đoàn trường. Tham gia cuộc thi, mỗi tổ công đoàn đã thực hiện một bàn tiệc cho 6 đến 10 người, đảm bảo các yêu cầu dinh dưỡng, thực phẩm an toàn, đẹp mắt và tiết kiệm chi phí. Kết thúc cuộc thi, ban giám khảo đã chọn ra 11 bàn tiệc để trao giải. Tổ công đoàn phòng khảo thí và kiểm định chất lượng xuất sắc đạt giải nhất. Hoạt động vui tươi ngày 8 tháng 3 năm nay không chỉ mang đến niềm vui cho các nữ giảng viên, viên chức mà còn kết nối tất cả thành viên trong ngôi nhà chung CDTU. Ngày 9 tháng 3 năm 2024, Hội thao sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng CDTU Games 2024 chính thức khai mạc tại nhà thi đấu đa năng của trường. Hội thao sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích thói quen tập luyện thể thao trong sinh viên cũng như tuyển chọn, bồi dưỡng những tài năng thể thao cho các giải toàn quốc và quốc tế. Thể hiện qua việc sinh viên nhà trường đã mang về rất nhiều huy chương, giải thưởng danh giá cho thể thao Việt Nam. Hội thao diễn ra từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 12 tháng 5 năm 2024 với sự tham gia của gần 1.700 vận động viên là sinh viên từ 16 khoa chuyên môn thi đấu trong các bộ môn bóng rổ, cầu lông, taekwondo, bóng bàn, nhảy hiện đại, cờ vua, kéo co, bóng đá, bơi lội và chạy việt dã. Ngày 11 tháng 3 năm 2024, Đoàn viện Công nghệ Ấn Độ Indore đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Hai bên đã trao đổi nội dung hợp tác về các lĩnh vực như xây dựng các chương trình trao đổi ngắn hạn cho sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ của hai trường sang học tập, thực tập, trao đổi văn hóa, hợp tác nghiên cứu giữa các nhóm nghiên cứu, trung tâm, viện nghiên cứu, các ngành kỹ thuật và công nghệ của hai trường, tổ chức hội nghị, hội thảo, seminar, workshop. Ngày 12 tháng 3 năm 2024, Đảng bộ trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng và hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Anh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Đại học Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh đã trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Văn Đào, đảng viên chi bộ hành chính 2. Đảng ủy trường cũng trao khánh phần kỷ niệm cho 23 đồng chí tròn 10, 15, 20, 25, 50 tuổi đảng. Nhân dịp này, Đảng ủy khối đã trao giấy khen đến Đảng bộ trường Đại học Tôn Đức Thắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác xây dựng đảng, tham gia tốt các hoạt động, đạt nhiều thành tích giải thưởng trong các cuộc thi. Bên cạnh đó, Đảng bộ trường Đại học Tôn Đức Thắng trao giấy khen 3 chi bộ và 29 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Tặng giấy khen 3 chi bộ thực hiện tốt mô hình dân vận khéo năm 2023 và 6 chi bộ thực hiện tốt công tác phát triển đảng năm 2023.